Rồi, hello cả nhà nha. Thì em được cũng xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video bán hàng tiếp theo của em nha. Hiện tại thì em mới về mẫu cần câu mới nha anh em. Đó, tiếp tục quay để cập nhật cho cả nhà ha. Cho anh em nổi gần thì có thể là shop mua ha. Shop của em thì ở số 82 quốc lộ 30, đối diện với ngân hàng Đông Á nha anh em. Địa chỉ mới của tên đường họ sửa lại em. Anh em là 370 Nguyễn Huệ nha anh em. Đó, đường 2 triệu luôn. Đó, phường Mỹ Phú nha cả nhà. Đó, thì em có kinh doanh đầy đủ dụng cụ câu cá như cần câu, máy câu, dây câu, các loại đến từ các thương hiệu khác nhau anh em. Đó, đây cần tay nè, cần đài nè. Đó, tất cả các lưỡi, mồi, đồ thùm lum, các kiểu con là điểu. Đó, dây bún cá cơm chính hãng rồi anh em, TKR đó. Chứ cần câu tay, câu máy, đồ rất là nhiều nha cả nhà. Đó, cho nên là cũng về phục vụ cho anh em. Thì hôm nay em về một siêu phẩm anh em ơi. Đó, siêu phẩm mới đó là cần mây công rai nha anh em. Đó, cần mây công rai. Thì cần này nó đã đứt hàng đâu khoảng hôm nay anh em, từ dịch Covid tới giờ. Thì hôm nay là mới về lại nha anh em. Nó cũng tranh thủ luôn. Nhưng mà hôm nay thì em cũng có chương trình cho anh em luôn. Mua là có quà, được hỗ trợ ship. Nói chung là cần thì đẹp, rất là ok luôn nha anh em. Đó, rất là xịn sò luôn. Đó, thì hôm nay về thêm dây mây công rai 500m nữa nha anh em. Đó, mây công rai 500m nè, với lưỡi mây công rai, tất cả đầy đủ nha anh em. Đó, thì đầu tiên em xin giới thiệu đó là mẫu cần mây công rai nha cả nhà. Đó, đây là mẫu cần cắm gốc mây công rai nha anh em. Đó, thì em về được có hai độ dài, đó là 1m9 và 2m3 nha cả nhà. Đó, độ dài 1m9 là 2m3. Thì cần thì có thiết kế là bát là Fuji nha anh em, bát Fuji, fan là fan Fuji concept nha anh em, origin concept ha. Thì anh em những dòng cần và fan bát như thế này thì anh em là có chơi được nước biển thoải mái nha. Đặc biệt nó là carbon đặc nha anh em, nó là carbon đặc nha. Đó, carbon lóng trên là đặc luôn nha. Thì em có là độ cứng là XH và XXH nha anh em, đối với xe 2m3 nha. Và nó có hai màu, đó là màu xanh và màu đen. Màu đen thì em có XH nha anh em. Đó, màu xanh thì cũng vậy luôn. Nói chung là có tất cả các màu cho anh em ha. Đó, thì màu mới về thì màu xanh em, màu xanh ngọc nha nha. Đó, có anh em này kêu xanh nhã lam nó cũng tùy mình ha. Đó, XH cho anh em ha. Thì cần này hiện tại cá là 30kg nha anh em ơi. Ba anh em nhắc tỉnh là 10kg nha. Cần này nhắc tỉnh 10kg nha anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó, thì thiết kế là carbon đặc nha cả nhà. Đó, phen là phen Fuji Orin Concept, bát là bát Fuji nha cả nhà. Thì cần này đó đã hai năm nay mới có hàng lại cho anh em. Đó, hôm nay giờ thêm màu xanh nữa, màu xanh ngọc nó rất đẹp nha anh em. Thì xây hát nha anh em, là đọt của nó là 2.4, còn ít hát đó, đọt nó là 2.6 và ít hát là đọt nó là 2.8 nha anh em. Ít hát là đọt nó 2.8 nha. Đó, rất là đẹp luôn, nó rất là cứng cáp nha anh em. Mà câu cá là 9-10kg lần này là thoải mái nha anh em. Thì mẫu này cả nhà mình có thể là đi câu sông, câu dứt biển nữa, đồ đều đẹp, đều đẹp hết nha anh em, đều được nha. Tại vì phen nó là phen Fuji cho nên là câu nước mặn là ok nha. Rồi, tiếp theo đó là mẫu 1m9 nha anh em. 1m9 thì em có MH với H nha anh em. 1m9 thì em có hai xây MH với H nha. Thì mẫu 1m9 này là anh em tư rất là thu gọn, rất là gọn nha anh em. Nó dễ đem theo nha. Nó 1m9 nha, thu gọn rất là gọn luôn. Em thu gọn một cây nha anh em. Thì MH với H thì em cũng có hai xây. Xây 1m H với MH nha anh em. Đó, thì thu rất là gọn luôn. Đó, cho nên là đem theo xe là cũng rất là gọn nha. Đối với xây 1m9 nha anh em. Đó, rất là gọn nha. Đẹp nha, cũng là carbon đặc luôn. Đó, rất là khỏe cho cả nhà mình ha. Thì mẫu này thì phân khúc giá thì bên em là 1.4 triệu là xây 1m9 nha anh em. 1.5 triệu là 2m3 nha. Đó, 2m3. Đó, cả nhà thì nhớ xây giùm em nha. 1m9 là em có là MH với H, có hai màu, màu xanh với màu đen. Đó, còn 2m3 là em có H, XH và XXH, màu xanh màu đen nha anh em. Đó, cho nên là quay cập nhật cho anh em xem ha. Thì
thông số nó lại là em ghi cho anh em coi lại nha, nó tải cá là 30 kg nha, nó bao nhiêu nhắc tỉnh là 10 kg đó. Thì cần thì chất lượng đã được trải nghiệm là từ 2 năm trước rồi, cho nên là anh em rất là yên tâm nha, ven bát sushi luôn nha. Đó, cán là cán mút liền, đó, cán mút liền. Thì xây 1m9 thì nó có 6 ven nha anh em, 1m9 thì có 6 ven. Còn mà xây mà 2m3 thì là có mà 7 ven, 2m3 thì có 7 ven nha. Đó, 2m3 thì có 7 ven. Đó, sushi bướm, orin, rất là đẹp nha anh em. Nó xí tròn rồi xịn sò cho anh em nha. Thì, khi anh em mua hàng sản phẩm bên em thì được bao ship anh em, được bao ship nha. Khi mua một cặn nha anh em, cũng được bao ship nha anh em. Đó, một cặn là được bao ship nha. Đó, một cặn là được bao ship cho anh em toàn quốc luôn nha. Đó, và tặng kèm cho anh em một bịch lử là mê công rai anh em. Đó, một bịch lử mê công rai cho anh em đi săn hàng nha. Đó, một bịch lử mê công rai cho anh em nha. Đó là tặng kèm cho anh em một bịch lử mê công rai cho anh em. Số này là số 11. Anh em muốn nhỏ hơn thì xài số 10 em cũng có luôn, muốn bự hơn thì số 13 em cũng có luôn nha. Đó, lưỡi mê công rai nha anh em. Đó. Rồi khi anh em mua hai cần mê công rai, em sẽ tặng cho anh em một cuộn dây mê công rai 500m nha. Mua hai cần nha anh em, xây nào cũng được nha, 1m9 hoặc là 2m3 sẽ được tặng một cuộn dây mê công rai 500m nha anh em. Và kèm thêm một bịch lưỡi nha anh em. Đó, khi mua hai cần sẽ được tặng một cuộn dây và một bịch lưỡi nha anh em, nhớ nha, mua hai cần mới được nha. Mua một cần chỉ được tặng một bịch lưỡi và bao ship thôi. Mua hai cần sẽ được tặng một cuộn dây mê công rai 500m và em bao ship luôn nha anh em. Đó, tôm bồ mê công rai cho anh em nha. Đó, thì anh em mua gì đó mua hai cây đó, mua hai cây như thế này thì em sẽ bao ship cho anh em. Đó, cho anh em ha, nó sẽ được tặng dây và bao ship nha. Thì cái này á, là do em chương trình của bên em thôi, còn bên anh em nào mà ấy thì ấy ha, để em giờ em lấy nét cho anh em ha. Đó, đó nha anh em. Đó rồi, nhớ nha anh em, mua hai cây sẽ được tặng một cuộn dây 500m và bao ship cho anh em luôn nha. Đó, dây thì em có xây là 6m, số 10 là 0.52, đó, số 10 là 0.52, đại cá là 18 kg. Đó rồi, số 12 đâu rồi, em có số 12 là 47 là bơi, là tải cá là 22 kg. Đó, tải cá là 22 kg. Và số 14 là 52 là bơi, là tải cá là 26 kg. Đó, rất là nhiều anh em. Đó, tải cá là 26 kg. Đó rồi, thì cuộn dây này thì giá em bán lẻ là 175.000 nha anh em, 175.000 nha. Đó, khi anh em mua hai cần được tặng phần quà này, chỉ giá là 200.000 nha anh em. Bịch lưỡi 25, dây 175 là tặng phần quà, chỉ giá 200.000 nha. Khi mua hai cây trở lên nha anh em ơi, một cây là không có đâu nha, một cây là được một bịch lưỡi thôi nha anh em, một bịch lưỡi dưới bao tiền ship thôi nha anh em. Đó, anh em mua hai cây sẽ tặng luôn cuộn dây với một bịch lưỡi và bao luôn tiền ship nha anh em. Đó, đây là phần quà đầu tiên cho những anh em mà đặt hàng trước bên em nha. Thì em về hàng lần này thì có hai thùng nha anh em, nó hai thùng cặn nha, thì có hai màu. Đó, đây là thùng 2m3 nè, đây là thùng 1m9 nè anh em. Đó, cho nên là anh em nhanh tay lên, thì chương trình nó chỉ áp dụng cho shop của em thôi nha anh em. Thì anh em mua hàng thì đưa shop nào tặng cái gì thì mình tặng, nhưng mà mình thấy là hàng của mây công rai không à, mình tặng cho nó hay, nó cho nó im nha anh em. Đó, còn mây công rai không, cho nên là tặng cho nó hay, chơi combo mây công rai luôn. Đó, phải có máy mây công rai là được dứt luôn rồi. Đó rồi, được, chào cả nhà nha. Đó, anh em coi xem được mẫu nào thì alo cho em nha. Đó, còn anh em mà không nhớ thông số chi tiết cũng như giá cả thì cứ inbox Zalo cho em, rồi em nhắn lại, mình thuận mua vừa bán anh em ơi, vui vẻ là chính nha. Đó, rồi em nhắc lại nha, giá 1m9 là 1.4 triệu và 2m3 là 1.5 triệu nha anh em. Rồi, xin chào cả nhà nha.